10 ít học giỏi cao 1 m 87 lại phải khóa Facebook vì bóng dưng nổi tiếng. Trước sự quan tâm quá lớn từ dân cư mạng, Hoàng An chia sẻ cậu khá bối rối lo lắng và cậu quyết định tạm khóa trang cá nhân của mình. Loạt ảnh về một chàng trai sinh năm 2000, cao 1 m 87, sở hữu một vẻ ngoài lãng tự lai tay với sóng mũi cao đôi mắt sâu, học trường chuyên hiện được rất nhiều diễn đàn dành cho giới trẻ chia sẻ. Sau vài giờ đăng tải thì khoảng khắc đẹp của Nam Thành Học Đường nhanh chóng thu hút hơn 35.000 lượt like cùng với hàng ngàn bình luận và lớn dân cư mạng đều dành những lời khen ngợi dành cho chàng trai này. Nam chính trong bức hình chính là Phạm Hoàng An, 17 tuổi. Cậu hiện là học sinh lớp 12 chuyên Anh 1 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Long, Quảng Ninh. Hoàng Anh cho dinh vn biết cậu khá là ngạc nhiên và lo lắng khi hình ảnh của mình bỗng nhiên được chia sẻ trên mạng xã hội. Những lời mời kết bạn, số lượng theo dõi Facebook cứ tăng liền lên, khiến cho Hoàng Anh không khỏi hoang mang. Nam Trinh này tự nhận rằng mình là người trống nội tâm và không thích nổi bật, cho nên khi bị gây chú ý tại các diễn đàn thì cậu cảm thấy rất bối rối. Những khoảng khắc được lan truyền chụp trong các chuyến du lịch Singapore mới đây của 10X, chàng trai lo rằng đó chỉ là ảnh selfie rất bình thường, không có điểm gì đặc biệt để cho mọi người quan tâm. Mình không phiền khi có nhiều người chú ý, xong lại khá lo lắng và sợ hãi đến lớp các bạn sẽ trêu và mình cũng không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào, Hoàng An chia sẵn, tâm sự. Khi một loạt các ảnh được đăng tải thì nhiều bạn bè đã nhận ra An, một số lời bàn tán ra vào không hay khiến cho cậu cảm thấy bị áp lực. Trước sự khen chia của dân cư mạng, chàng trai Quảng Ninh lại cảm thấy cuộc sống bị ảnh hưởng. Hàng ngày mới ít luôn cố gắng để mọi người không có thành kiến gì với mình. Vì vậy cậu đã quyết định tạm khóa trang cá nhân Nam sinh này khẳng định cậu không phải con lai, like, song từ bé đã may mắn được hưởng từ cha mẹ những nét như vậy. Về học lực tại lớp thì Hoàng An tự nhận mình chỉ là hàng trung bình, cậu khá ngại ngùng khi được khen là học giỏi và đẹp trai. Bên cạnh việc học tập thì chàng trai có sở thích là ẩm thực và kinh doanh, mơ ích muốn kết hợp cả hai đam mê. Tương lai cậu có muốn có một mong muốn là có một nghề tay trái là kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực. Chia sẻ về lý do đam mê nấu ăn, Hoàng chàng trai Quảng Ninh đã kể rằng từ nhỏ rất hay vào bếp với bà ngoại, đó là niềm cảm hứng ươm mầm cho cậu thích thú với việc nấu nướng. Hoàng An tiết lộ cậu biết nấu ăn từ năm lớp 7, bắt đầu từ những món đơn giản trong gia đình, hàng ngày cậu vẫn phụ mẹ vào bếp. Sở trường của nam sinh chính là món ốc nhồi xào với la lốt. Chàng trai tâm sự, trước cậu hay mặc cảm bởi sở thích nấu ăn của mình là khá nữ tính, nếu nói ra sẽ bị bạn bè trêu chọc. Nhưng hiện tại thì An lại tự tin và muốn tự sức mình ở nhiều lĩnh vực. Dù có khá nhiều hình ảnh chụp chung với các bạn nữ trên trang mạng, Chàng trai sinh năm 2000 vẫn từ chối tiết lộ về cô gái trong mộng. Cậu cho rằng mình còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện tình cảm. Hoàng An đang vân vân cho kế hoạch đi du học hay theo đuổi một trường đại học ở trong nước. Mặc dù vậy thì cậu vẫn cố gắng chuẩn bị tốt cho cả hai con đường này.